rõ hơn về công việc đầy khó nhọc vất vả nhưng cũng rất đỗi tự hào của những người công nhân gang thép. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những giá trị vượt trội là minh chứng cho sự phát triển phồn thịnh của thành phố Thái Nguyên năng động. Crown Villas đẳng cấp khác biệt.